Chào mọi người, hôm nay mình lại chia sẻ thêm một món tàu hũ kia cuộn. Món tàu hũ kia cuộn khi làm xong thì ăn cùng với muối tiêu chanh kèm rau găm hoặc là ăn cùng cơm với bún đều rất ngon nha các bạn. Bên trong thì dai ngon từ sườn non chay. Và món tàu hũ kia cuộn này thì mình có thể làm những món chay đại tiệc vừa ngon lại đẹp mắt. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có một lá tàu hũ kia khô và 4 miếng sườn non chay, vài cọng rau găm để ăn kèm. Về phần bột năng thì mình sử dụng là 50g, nửa thìa cà phê đường, một thìa cà phê hạt nêm chay và một thìa canh nước tương. Sườn non chay thì mình ngâm dưới nước cho mềm. Còn lá tàu hũ kia khô này, mỗi lá mình sẽ cắt ra làm hai nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ cái phần viền cứng bên ngoài. Thì các bạn có thể thay thế bằng lá tàu hũ kia tươi đều được nha. Và đây là phần sườn non chay thì mình ngâm dưới nước, giờ cũng mềm rồi. Mình rửa nhiều lần dưới nước sạch, rồi vắt cho khô. Khi khô mình thái mỗi miếng sườn non chay ra làm hai như vậy. Mình thái ra những cái miếng cho nó mỏng nha các bạn. Khi thái ra xong rồi sẽ nêm gia vị như là đường, hạt nêm chay và nước tương. Rồi trộn đều cho gia vị thấm đều vào trong miếng sườn non chay. Khi mình trộn xong mình để khoảng 5 phút nha các bạn. Còn đây là phần bột năng mình đổ vô trong dĩa. Rồi cho phần nước lọc vô khuấy đều cho phần bột tan đều. Lá tàu hũ kia thì trước khi mình cuộn thì mình nhúng đều cái phần nước cho mềm dễ cuộn. Rồi mình quét cái phần bột năng lên nha các bạn. Mình cho lên là miếng sườn non chay. Rồi tiếp tục mình cũng để phần bột năng lên trên miếng sườn non chay như vậy. Tiếp tục mình thêm một miếng sườn non chay lên nữa. Rồi mình cũng để phần bột năng lên. Để khi mình hấp có được độ kết dính, không sợ bị bong ra. Rồi mình sẽ bẻ hai đầu lại, cuộn lại cho thật là chặt. Tiếp tục mình làm đến khi nào hết. Và mình sẽ để cái phần tàu hũ kia cuộn sườn non chay vô một cái sẩn. Đem đi hấp, hấp là 20 phút nha các bạn. Giờ mình hấp cũng được 20 phút rồi. Sẽ đem ra ngoài. Khi đem cái phần tàu hũ kia cuộn ra ngoài mình để cho thật là nguội. Và đây là phần tàu hũ kia cuộn, một miếng mình để khi hấp rồi mình cắt luôn, còn một miếng thì mình chiên cho nó hơi vàng gì nha các bạn. Tàu hũ kia cuộn dưới sườn non chay khi làm xong bên trong thì dai ngon từ sườn non chay, còn bên ngoài thì thơm của tàu hũ kia. Và phần tàu hũ kia cuộn thì mình ăn cùng với một ít rau găm. Ở đây thì mình có một ít rau găm với muối tiêu chanh. Và món tàu hũ kia cuộn với sườn non chay thì mình cũng vừa làm xong. Món này làm xong thì mình có thể ăn cùng với cơm hoặc là với bánh mì. Ăn kèm với rau găm, muối tiêu chanh đều rất ngon nha các bạn. Hoặc là mình làm những món chay đại tiệc vừa ngon lại đẹp mắt. Các bạn làm thử cái món tàu hũ kia cuộn với sườn chay
ăn ngon lại dễ làm. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.